Đây là tờ giấy A3 trắng có giá khoảng 2.000, các bạn mua đầy ở ngoài nhà sách đó. Thì trước khi gấp thì chúng ta phải đo đo khoảng 10 cm cái chiều cao của nó, rồi sau đó chúng ta sẽ gấp lại gấp 2 lần. Bước tiếp theo là chúng ta sẽ lật ngược nó lại và chúng ta sẽ gấp đôi nó lại là nó ra thành hình cây pháo rồi.